Xin chào mọi người, hôm nay có cái Philippines Festival ở gần nhà mình nên mình tranh thủ chạy xuống coi thử nha. Và đối với những người Tây thì họ sẽ khó phân biệt là người gốc Á với nhau lắm mọi người. Ít ai mà phân biệt giữa Việt Nam, Philippines hay là Việt Nam với Trung Quốc, có rất là nhiều người nhầm lẫn. Bên trước mặt của mình đó là City Hall của Surrey, là giống như Ủy ban Nhân dân thành phố đó. Và ở trên này là một cái campus, nghĩa là một chi nhánh của trường đại học KBU, là một trong những cái trường cũng rất là nổi tiếng ở Canada, Vancouver. Họ nói tiếng Philippines, mình không hiểu gì luôn mọi người ơi. Thì mọi người biết những cái sự kiện văn hóa như thế này thì đây cũng là một cơ hội cho những cái nhà làm chính trị đó, đặc biệt là họ đến để tuyển dụng cũng như là để chiêu mộ những cái người ủng hộ cho cái kỳ bầu cử sắp tới của mình. Mọi người có thể thấy ha, đây là những cái trung tâm của chính quyền nè. Hoặc là đây là để cho đảng Liberal. Và đây là nếu mà ai có muốn đi quân đội thì đây cũng là một cái cơ hội để tìm hiểu chương trình đào tạo. Và đây là ngân hàng BMO, yes. Như chúng ta cũng biết thì cứ mỗi mùa hè đến thì ở Vancouver nói chung cũng như là tỉnh BC, Canada nói riêng là chúng ta có rất là nhiều cái ngày hội văn hóa cộng đồng. Chúng ta sẽ có thể được tham gia những ngày hội Africa hay là ngày hội của người Ý, rồi ngày hội của người Taiwanese, người Nhật Bản, người Thái Lan. Và hôm nay là chúng ta sẽ thấy một cái ngày hội của người Philippines. Thông thường những ngày hội văn hóa cộng đồng như thế này thì các cái tổ chức được xin cái quỹ từ chính phủ để mà tổ chức. Ngoài ra thì các cái đơn vị tổ chức còn được các cái nhà tài trợ là các doanh nghiệp, các tổ chức cộng đồng cũng như là các cá nhân đóng góp để làm nên cái ngày hội thành công. Hey. Theo quan sát bên quầy ẩm thực thì đối với Philippines thì nó có vẻ là hơi không phong phú bằng cái món Việt của chúng ta. Tuy nhiên nhìn những cái món barbecue mà họ đang chế biến thật là thơm phức cả một khu hội chợ. Chúng ta cũng được nhìn thấy và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội, giống như đây là cái quầy để mà khuyến khích chúng ta trao tặng máu. Còn đây là cái quầy của Army Canada, có nghĩa là quân đội. Đây là những cái đơn vị để mà họ đang tuyển dụng những cái chiến binh mới cho ngành quân đội của Canada. Cộng đồng người Philippines ở Canada có hơn 850.000 người. Đây là một trong những cộng đồng nhập cư lớn và phát triển nhanh nhất. Bắt đầu từ những năm 1960 với làn sóng nhân viên y tế, tăng lên trong các thập kỷ sau nhờ vào chương trình tuyển dụng lao động và đoàn tụ gia đình. Tại British Columbia, có khoảng 159.000 người Philippines đang sống và làm việc, tập trung ở các thành phố lớn như Vancouver, Surrey và Burnaby. Đa số người Philippines ở Canada theo đạo Công giáo và tham gia tích cực vào các nhà thờ và cộng đồng tôn giáo địa phương. Người Philippines cũng rất coi trọng giáo dục và nhiều thế hệ người Philippines tại Canada đã đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực y học và chuyên môn. Shout out po sa mga kapwa ko sa Pilipinas dati.